Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền nha anh em ơi. Bữa nay mình sẽ quay cho anh em xem cảnh của ghe tàu cá Bình Định trúng cá nục cho thu mua chở mềm luôn nha anh em. Đây, tập đoàn của tàu cá Bình Định, tập đoàn anh này gồm có 3 chiếc ghe mà hay sơn cái cabin mà có cái miner. Tập đoàn anh này mình hay đi biển đi làm, cái dùng của anh này hay gặp cái tập đoàn 3 chiếc này đó. Đó, bữa nay anh đánh là cho một chiếc thu mua là chở gần mềm luôn, còn một chiếc thu mua kia là đang trực sẵn là chờ cái chiếc thu mua này lấy đầy cá rồi chiếc thu mua kia vô là chở tiếp tục. Chiếc thu mua này sơn cabin màu vàng dưới 15m, thì chiếc thu mua này chắc thì chở tầm khoảng 13-14 tấn thôi. Đó, giờ nó di ra, cho chiếc thu mua khác vào. Thì mình đang ở tới cái dùng 9, biên 9, 30 của biên 9 nha anh em. 30 của biên 9 là 30 của biên 9 dưới đảo Phú Quý, cách đảo Phú Quý 60 lý, còn về đất liền thì tầm gần 60 lý nữa, nhưng mà ở 109-30 ngoài khơi, thì từ đây mà chạy về cảng Kè Né thì khoảng tầm 100 mấy chục lý, bởi vì thường thường ở dưới cái vùng này là mình đi về Phan Thiết. Chu trước thu mua nó chạy múc nước vô ghe luôn á, mềm luôn, mềm xỏ luôn. Bữa nay trời láng mới dám chở cỡ này, trời bình thường không ai dám chở cỡ này đâu. Trời mà bình thường mà nó có hơi nhảy một xíu là không ai dám chở tầm này, chở này quá mềm à. Bởi vì cái khoảng cách nó xe bờ tới 100 mấy chục lý. Thường thường ở dùng dưới này là anh em thu mua của mình và một số anh em khác thì hay vô cảng Phan Thiết, nhưng mà đợt này là đợt dịch corona cho nên là cảng Phan Thiết hiện tại là nó đã đóng cửa và không cho các cái tàu thuyền mà không biết các cái tàu thuyền của địa phương có được mua bán không thì mình không rõ, nhưng mà riêng các cái tàu thuyền mà ngoại lai giống như mình mà vô cảng mua bán á, thì họ không có cho, họ đóng cửa hết rồi. Thì mình nghĩ là chắc là đóng cửa là phải đóng cửa hết hoàn toàn thôi, chứ không riêng ai đó. Bây giờ tiếp tục một chiếc thu mua khác nữa cập vào, cho nên là mà đợt này là thu mua của tụi mình là không có gì ở cảng Phan Thiết được, bắt buộc là ở dưới này rất là xa, ở dưới 30 của biên 9 thì chạy lên tới đảo là tầm 30 của biên 10 thì nó để một độ thì 62 lý rồi. Từ 30 của biên 10 mình chạy về Kè Né thì nó nằm 20 nữa, thì nó nằm 20 của biên 11 thì nó tầm 50 lý nữa là 101 lý, nhưng mà độ khơi nó rất là khơi, khoảng một tầm 100 mấy chục lý á. Đây, mình quay cái đầy cá của tàu cá Bình Định cho anh em xem. Thì lúc nãy là chiếc thu mua lấy tầm 13-14 tấn, thì bây giờ chiếc thu mua này vào thì chắc cũng lấy tầm cái lượng cá này trong đẩy còn vài tấn nữa anh em à. Thì bữa nay anh tàu cá này đóng, anh đánh cái lượng cá tầm gần 20 tấn thôi, chứ không có đủ để chở hai xuồng à. Chiếc kia lấy không hết thì chiếc này lại lấy tiếp, chứ còn mà khẳm mềm hai xuồng thì không có, mềm một xuồng thôi. Mình quay các cái video về anh em đánh bắt ở trên biển thì có sao là mình mô tả lại như thực tế cho anh em xem, chứ không phải là những cái người đi làm YouTuber hay là cố tình giật view giật tích gì ha. Như cái vợt này hôm trước á, năm ngoái năm kia mình có quay một video á, thì anh em mình nói cái vợt này nó múc lên là phải tầm 4 tạ cá là chuyện bình thường đó.
một số anh em xem cái góc quay nó không có rõ thì anh em nói là mình là nói ba láp ba xàm hay nói phóng đại này nọ đó, như cái vợt ở trong này nè, hiện tại cái lượng cá ở trong cái vợt này nè là nó nằm tầm phải gần 4 tạ cá nha anh em. Đó, anh em thấy không, cái người đứng bên cạnh cái vợt á, hai người đứng bên cạnh cái vợt là có chút xíu thôi, nhỏ hơn cái bờ ngang của cái vợt nữa, cho nên là cái nhìn trong video á, ở cái góc quay của mình á, thì nó không có lột tẻ hết được cái độ to của cái vợt. Chứ thực tại mình làm thu mua mà mỗi cái vợt cá xẻ que á, hầm của mình là hầm hơn 1 tấn, nhưng mà xẻ que là nửa hầm, gần nửa hầm, thì cái vợt nó 4-5 tạ cộng thêm cái lượng đá mình châm vào nữa nó mới được nửa hầm cá. Thì tàu cá anh này khoảng tầm hơn 20 mét nha anh em. Tàu cá anh này chắc phải 21-22 mét, rộng tầm 6 mét mấy, chuột giọt này có vẻ nặng. Nhìn mấy anh bạn Nguyễn còn sung quá mà, vớt 10 mấy tấn còn quá sung luôn. Mấy vợt này chắc bên dài 3 tạ, dài 3 tạ, 3-4 tạ. Trên tàu cá có trang bị máy đo dòng chảy, radar, đầy đủ các cái trang thiết bị để hỗ trợ cho việc đánh bắt ha. Đây là một con tàu cá cũng quá ư là hiện đại. Phía bên cạnh mình đây cũng có một chiếc tàu cá lưới rút của Quảng Ngãi. Mình đi đánh bắt thì cũng ít khi mà gặp tàu cá lưới rút của Quảng Ngãi làm chung cái vùng đánh bắt như mình lắm. Nhưng mà bữa nay cũng có một chiếc đánh lưới cớ bên nè, lưới còn quá trời. Tàu cá Quảng Ngãi này, trên tàu cá trang thiết bị cũng đầy đủ luôn, có máy chụp, máy dò nước và radar. Xung quanh quá nhiều tàu cá đã xong lưới. Đêm nay thì một cái đêm biển cũng không gọi là rầm rộ, bởi vì hồi tối thì đánh lưới rất là nhiều, nhưng mà sáng nay thì chỉ có vài tàu thì trúng cá thôi, vài tàu, mỗi tàu gặp khoảng 10 mấy tấn, 10 mấy tấn. Hồi tối thì ghê tới 300-400 chiếc, nhưng mà phát chỉ có vài người. Hy vọng là đêm biển của tối đêm nay anh em chúng tôi là mỗi người đều gặp cá hết, néo mốc ha. Chu vợt cá này có vẻ nhiều nè, vợt cá này chắc 4 tạ. Anh tàu cá này thì từ ngày chính phủ quy định sơn cabin màu xám, nhưng mà anh vẫn lấy cái ký hiệu riêng của anh là vẫn đi các cái đường chỉ mini màu hồng đó. Sau lái có kiểu sơn cabin cũ của anh đó. Nhìn cảnh biển quá yên bình, quá đẹp luôn. Sáng nay trời quá láng, trời láng cỡ tầm này thì đánh lượng cá khoảng tầm vài chục tấn nè. Lấy cái công việc mà lấy cá nó rất là đơn giản, bởi vì nếu trời mà lượng lắc cộng thêm có gió nữa thì lấy cá rất là khó. Mỗi lần múc một vọt cá rồi đưa qua bên kia thu mua đỡ muối thì nó dầu dập, nó mệt lắm. Còn trời cỡ tầm này thì lấy cá ok, và cộng thêm thì nước nó im, nó không có lượng, cho nên là mình lấy con cá sống nó ngon. Còn trời mà nó lượng nó nhảy thì con cá nó mau tử, cho nên là giá thành của những cái con cá mà tử nó không có cao. Khi con cá mà nó tử rồi á, gọi là nó đã chết ở dưới nước, chết ngợp ở dưới nước rồi á, thì chúng ta muối cá nó không có đẹp. Muối cá mà đẹp thì vớt lên cá đang dậy là vô đá là con cá nó cứng ngắc luôn.
thì chúng ta chạy trong cái đoạn đường khoảng 100 mấy chục lý là không có hư hao gì hết, đảm bảo ok 100% luôn đó. Thì cái đó là cái anh em nào làm cái ngờ thu mua họ đều biết ha, đó mình chỉ nói thêm thôi. Còn những anh em nào mà cũng yêu mơ thích cái kênh đi biển của mình nhưng mà không làm ngờ thu mua và cũng không làm ngờ đánh bắt, thì nghe những điều mình nói mình lọt tả trong video thì cũng biết được tí xíu ha. Anh ghe Hoàng Ngãi, ghe Hoàng Ngãi đi lưới màu đen thôi, ít khi thấy lưới màu đen, đa phần là lưới màu đỏ, ta nhuộm đỏ là chính. Rồi xin chào và tạm biệt anh em nha, hẹn anh em ở video tiếp theo.